Chào các bạn, mình là Hiếu, vận động viên Men Physics. Ngực là nhóm cơ rất quan trọng, tạo nên độ thẩm mỹ cho mặt trước. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem một buổi tập ngực của Hiếu sẽ có những gì nhé. Đầu tiên thì bắt đầu một buổi tập thì Hiếu sẽ luôn chọn một bài compound cho nhóm cơ ngực. Có thể là barbell hoặc là dumbbell. Hiện tại ở phòng mình dumbbell nó chỉ có 44 cân thôi. Nên là mình sẽ chuyển sang tập barbell nhé. Ở bài này thì mình sẽ tập 3 set thôi, mức tạ nặng nhất có thể nha. Ok, tiếp đến thì mình sẽ chuyển sang tập máy nha. Dạo này mình khá thích tập máy vì nó tập trung vào cái nhóm cơ mà mình muốn mà đỡ mất sức. Các nhóm cơ liên quan cũng ít tác động hơn. Tập máy thì bạn sẽ mất một khoảng thời gian để tìm ra cái khoảng chuyển động cũng như là form tập tối ưu để tác động vào nhóm cơ mình muốn. Ở buổi tập ngực thì mình sẽ tập nhiều hơn các bài incline với mục tiêu là phát triển nhóm cơ ngực mà nhóm cơ vai liền nhau. Người ta hay gọi là ngực liền vai đấy. Cố gắng áp dụng tempo để cảm nhận cơ tốt nhất nhé. Và cuối cùng sẽ là một bài cô lập, tập trung nhiều vào ngực. Ở bài này thì mình sẽ không có một tí tác động nào vào tay sau cả. Đấy, một buổi ngực thì mình chỉ tập thế thôi. Còn thời gian thì sẽ tập thêm các nhóm cơ phụ khác. Vai này, tay sau này, hoặc là bụng này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nhé.